Vâng và hai xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình là TK và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với series GT5 Online. Vâng và sau đây chúng ta sẽ cùng đến với một bữa tiệc nho nhỏ ăn mừng 1.000 sub của TK cùng với những anh em đã và đồng hành ủng hộ TK trong một khoảng thời gian ngắn. Bè bè. Đây, tôi đang ra gara đây. Đâu, đấy là 8 rưỡi là chuẩn bị cho anh em, 9 giờ, bây giờ 9 giờ đúng không? Đấy, 9 giờ cho nó tôi vào, đấy, đây là dự tính của tôi rồi. Đó. Đó, anh em thấy tôi đó. Ông không? Đậu xe vô, chụp tấm hình cái mọi người. Ui, xe gì đấy? À là xe của Ba Quốc Cơ à. Ghê đâu, ghê đâu. Xe nhìn tù với cái. Nào, anh em đỗ xe để chụp kiểu ảnh phát nhở. Rồi xem nào, xem góc nào đẹp nhở. Đâu, bây giờ mọi người tập trung ở đây này. Chúng ta sẽ chụp ảnh một phát nhở. Đây tôi bảo tất cả là xe của ai này là đứng lên đầu xe người đấy là nó sẽ đẹp hơn không? Ông ơi. Đúng rồi. Mọi người cứ đứng lên đầu xe đi. Đứng lên đầu. Ơ kìa, sao tôi ông lép rồi. Lép rồi. Trời đụ. Thả cầm xe nó cũng không có vậy, cái bánh này nè, bánh chưa. Đây ơi, invent lại. Ghê chưa? À, anh em thấy xe của tôi ghê chưa? Đâu? À, ai bảo gì đấy? Em hùng mát nè. Anh em bật đèn xe lên đi. Nào, chúng ta sẽ đỗ xe hai chiều. Ông Minh Huy, ông Minh Huy bỏ ngay xe tăng đấy làm nào? Nào, anh ở đang bị đủ xe rồi nhở? Bây giờ mình phải để xe hai bên. Đây, xe kia lại. Đó, để bên này cho cân đó. Ui, để xem xe của anh em như nào. Đẹp thực sự. Xe của em màu hồng ơi, nhưng mà em chưa vào được game. Từ, cứ bình tĩnh. Đòi lâu quá rồi. Cứ bình tĩnh. Ui, con nào chơi cẩn mẹ quả xe nhìn giống điên quay à? Đúng không? Ghê thật. Anh em có biển số gì không? Mẹ. Lâu hết rồi. Tôi có biển số hết rồi nhá. Ghê. Ui. Ui ông nào có cả pháo hoa ghê vậy. Hai bốn sáu sao đi. Xe chưa gì đã xế xe. Xe siêu cắt bét rồi này. Ông nào còn vỡ cả mui xe ở dưới này này. Nào anh em đỗ gọn xe nào. Để chúng ta chuẩn bị chụp kiểu ảnh nào. Lái xe cảnh sát chạy kìa. Chúng trong khoảng thời gian chờ chúng ta có nên tỉ thí bốc đấm bốc tí không? À, rồi tìm vợ vào luôn. Xong mình luôn cái giá luôn. Ông nào tỉ thí đấm bốc ra đây nào. Công an không kìa mọi người. Đứng ê, đứng đây em, đứng đây. Đứng đây. Ấy à. Gõ là vừa đi chứ. Xe mình bị hơi, đi sửa. Mẹ xe của tôi đâu nhở? Xe của mình theo rồi. Xe tôi bị hack rồi. Ui rồi. Dạ. Ui rồi rồi. Mấy ông này giàu hết nhở, máy bay nhiều hết nhở. Ui, quả máy bay 10 triệu kìa anh em. Anh em lên máy bay 10 triệu uống rượu đi. Lên hết quả. Không? Đây rồi, đây rồi, xe buýt rồi. Có cả xe buýt đây anh em. Đây, từ từ. Anh em lên xe buýt đi. Hello. Lên xe buýt nè, quýt lộn quà. À đù. Lên đi. Rồi. Rồi. Rồi, ui, chiếc này nhìn ngầu quá nhở. Được đấy, mình thích màu này đấy. Rồi, đây là 500 anh em của TK đang chào mừng, chào đón TK được 1.000 sub. Nên là anh em hội tụ, khoe xe các kiểu con đà điểu. Và chúng ta sẽ có một trận giao đấu dựa và chia hai team để giao đấu với nhau. Thì bây giờ chúng ta sẽ phải làm một kiểu ảnh cái đã. Rồi, và bây giờ ok, anh em đứng cạnh xe để tôi chụp ảnh cái nào. Đánh nhau lại còn chụp ảnh. Đánh nhau phải chụp ảnh kỷ niệm chứ. Oh.
you ready? Thôi, bây giờ anh em bắn lộn nhau đi, không cần phải CO gì nữa. Chết đi anh em có khẩu, khẩu vũ khí gì bắn hết đi. Chết đi. Chết đi. Không thật sự. Có vũ khí gì lên ra. Tầm này là không phải chưa tìm nữa, đánh luôn. Tầm này là kết thúc hồi này rồi. Đánh luôn. Đánh hết. Đánh luôn. Đừng bắn vào máy bay nhé, đừng bắn vào máy bay nhé. Nhờn. Nhờn này. Nhờn này. Ây da. Ôi trời. Ây da, ây da. Chạy đi, chạy đi. Ây da. Khỏe nhờ. Khỏe chứ. Căng nha, căng nha. Kèo này căng nha. Bắn team của TK này. À, máy bay à, xe bay à. Ồ. Oh, xe bay à. Xe bay à. Ấy à. Ấy à. Được đấy. Xe bay này. Đâu rồi, chạy đâu rồi. Chết ngay. Xe bay này. Ấy à, ấy à, ấy à. Ấy à. Ấy à, ấy à, ấy à, ấy à, ấy à, ấy à, ấy à. Rồi. Team mình dậy bắn nhau, trời đụ. Theo biết team mình hay team bạn. Ừ, bắn hết đi. Có, nếu mà trong nhóm CEO là nó sẽ hiện một màu. Thực ra là trực tiếp cuộc chiến của một team nào đó với team DK. Dết dết. Quá cuộc, 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 quá. Chúng ta sẽ vào sân bay clear cái. Chết một thanh niên. Rồi. À, máy bay. Đây là trận player unknown battleground. À, chết cha. Đâu một người nữa đâu. Người đâu. Chạy này. Chạy này. Ok và đứng lên một. Nó bắn đấy. Bắn này. Anh lại tôi đâu rồi? Đây là đâu lại tôi? Đâu? Ông ở đâu? Ông ở đâu? Ông đến đây. Ông đến đây. Ông tận trong ở cái khu kia rồi mà. Tôi vừa mới bay à? Bay. Dết. Dết. Mẹn mình giống Joker vậy. Mẹ nhìn nó bê phê chuẩn nó. Thả bom. Ai. Bây giờ tôi sẽ chơi trò tốn tiền. Chết rồi. Và mẹ đố anh em nào tìm được tôi. Chữ O bạn ạ. Thành phố nát bét. Ê. Lại chờ. Mẹ chưa xe tăng thì ai đổ.
tăng thì ai đổ. Thôi đi, mẹ gung mẹ màn hình. Hôm nay anh em vào phá nát thành phố à? Là thế. Hôm nay tôi lại đéo vào được của anh em rồi, hơi buồn. Thành phố này nhớ không em? Để trung bình. Không xin bot nha. Xin bot làm sao đó. Ôi để tụi mẹ lắc con mẹ nó máy luôn mà. Thành phố của động hết. Ok. Chúng tìm. À, biết. Ô mất tích rồi. Ui, nhìn NPC như kiểu là... Ui, mẹ chơi cả máy bay ấy, chịu ơi. À, ông nào chạy kinh ấy. Chạy với. Xem xét chạy rồi. Anh bộ xe chạy xíu nè nè. Ông nào chạy kinh ấy, chạy với. Mà đâu rồi? Mẹ ông nào tự sát đây? Trời ơi. Thành phố buồn. Địt. Quá là buồn. Động vào giáo giật điện. Lại trưởng. Có mấy ông lép hết rồi kìa. Này, chạy máy bay, bay bù bù này. Chết. À. À. Thì cây thủ trong nhà. À. Thì cây thủ. À. Cây vãi không? Cây đâu nhỉ? Cày quá, cày đâu nhỉ? Hey. Chơi gì đấy? Mặc đó. Có khi vác con hạng sang của mình lại ra bắn nhau. Núp này, núp này ông ạ. Núp này, núp này. Chờ tí gọi hạng. Gọi con phi cơ hạng sang ra đấy. Ông nào ngồi đây, ông nào ngồi đây, ngồi đây, ngồi, ngồi. Không ai ngồi chạy nữa. Ây à. Mình nhớ con này nhảy của mình nhỉ. Gọi con thì cơ hạng sang nó có nhau hết nhỉ. Cái này cũng nhảy ta. À đây. À à. Supply. Bắn. You got. Vãi chưa. Mất cái hai à. Làm phát chết. Để bắn nhau này hết đêm à. Ôi giời. Cái này. Đến giờ bắn nhau dưới đất rồi. Chờ bắn nhau rất là bắn chết rồi. Mình có tiết mục gì mới không? Có. Bắn công an này.
hai mình ra ngân du thuyền làm tấm nó đi. Ừ. Ôi thế thì ủa các ông sửa sang thêm vào kia đi. Thì ông chơi của đấy tôi đéo được. Tôi vẫn vào được bay nhưng mà nó vẫn hiện con ta sẽ làm một quả bay. Chúng tôi thấy mà. Thế mà ông nó bị lắc. Không tôi tắt đi mấy lần rồi nhưng mà vẫn mượt mà mượt lắm. Ở đội mũ xe máy ở lúc nào ấy. Ông nó bị chứ. Đội mũ xe máy đứng yên chỗ rồi. Xua. Ngoài anh em vừa thấy tôi làm quả vòng kia không? Anh em bay không? Bây giờ chúng ta sẽ đứng đây và bay. Bay lên cái máng kia nào. Dạ. Phải lên. Phải lên. Đi. Đi. Lộn này dễ mà. Đâu. Anh em nào lộn quả đẹp nhất đi. Đây này, kia này, kia này. Ui xôi. Được của nó. Thấy rồi. Đâu, bây giờ tôi được sẽ nó, được của nó, được của nó. Để tôi sẽ lên đây, tôi sẽ chứng kiến. Ây da, ây da. Vào sân thượng. Ây à, finish. Một fail. Ai fail. Fail. Ai từ đây để tôi tạo cái season bub lit đã. Rồi để cho mọi người. Rồi lên club house này. Đấy. Có người đưa đón đến luôn nhở. Ơi ơi. Rồi ok. Chào em. Thấy đâu. Ở đây rồi. Anh em vào bar đi. Anh em vào hộp đêm đi. Tôi đã thấy đường rồi đó nha. Hộp đêm đi. Oh yeah baby. À đủ mà. Quay này. À được, ok. Uống rượu nè em. Cho 10 ly. Cho 10 ly. Xin ly em ơi. Nha, để tôi độ xe nó đi sang luôn đây nha. Nóc 4 ly thôi là xe xịn mẹ luôn. Đội xe đâu nhỉ em nhỉ? Đội xe đâu ấy? Đỗ xe ở cái chỗ sửa xe. Đỗ mà các bạn chỉnh đấy. Uống đi anh em. Ok. Thấy như là trong này có một chỗ uống hơn hay sao? Thấy ngồi đứng sau hết mình ạ. À. À. Anh đang đi ba à? Thay nhau uống à? Uống à say. Đều đấm nhau trong ba kìa. Say nhìn muốn đấm vậy. Ui, gái này. Đây này. Có em đây này. Đây chơi em này đấy. Có em này này. Chơi em này này. Đâu nha, em này không có co phần được nha. Có em này này. Em tóc tím này. Em mặc một phần lớp màu đỏ chót. Chơi em tóc tím này. Rồi, anh em lấy xe chuẩn bị đi phượt nào. Nó toàn xe một chỗ này. Chỗ thôi, vượt chúng ta chỉ đi một chỗ thôi. Thì hai chỗ một chỗ thôi, nó mới hợp lý. Đâu ai biết đường lên chỗ con ma thì đi trước nào. Xe màu nào là phải nói lên nào. Màu đỏ. Màu đỏ. Màu đỏ ba bánh hả? Thì đi trước đi. Đâu. Đó, màu đỏ ba bánh biết đường nhá. Đi thôi. Xong tí đâm nhau. Đi nhanh quá đâm hết nhau. Đi nhanh quá xe nhanh quá. Đi đi chứ. Này, mấy thằng public bên ngoài đây mà nhìn thấy đội này thì nó hết hồn nhỉ. Đấy ngay gần mình có một thằng bên ngoài kìa, Pino đẹp trai kìa. Đây là thằng sao? Pino đẹp trai là Việt Nam mà. Ừ, Việt Nam nhưng mà không phải trong team mình. Bắn. Săn nó đi. Ừ, anh em ra sâu xe trước mặt đi, anh em ra sâu xe trước mặt đi, khoe. Tôi mà, không làm gì đấy. Anh chờ anh em nha. À đủ. Chờ anh em nha. Ôi, à đủ anh em ạ. À? Đủ, cứ tưởng ai không thấy trong lead fan.
Ông có vào fan không? Gì? Trời đủ, ông còn chưa biết vào fan kiểu gì ạ? Lên tập quá hay là chỗ sửa xe 12 giờ? Sửa xe 12 giờ đi, cho dễ. Đi. Nào, được chưa? Đi. Đi rồi. Rồi. Đua luôn nhá, đua luôn anh em, đua luôn. Thôi đi từ từ thôi, đua. Tại cái xe này đi nhanh quá. Lại. À được, chơi tên lửa ke. Rồi mang xe nghe mà ông đi xe bình thường thôi. Em đi chậm mình à? À má, cái xe phóng nhanh quá. À nẹt vô trước mặt mình à? Ui má có mèo. Má có mèo ạ, vãi trưởng. Mẹ đậu vào máy, rơi luôn máy ạ. Mấy ông đi đéo đi phượt đéo, kiểu như đi đua vậy. Đây. Ui sao còn cảnh sát chạy vô đây luôn vậy? Bị bắn tốc độ rồi. Bắn tốc độ. What the fuck. Chết rồi, anh em đua xe kiểu gì mà cảnh sát bắt này. Tôi không. Ơ đi rồi kìa. Anh em có ai, à anh em có ai cõi không, du thuyền không, lên du thuyền chơi đi. Có, em có này. Bơi đi. Bên đấy làm quả bơi đi. Hình như là chỉ có trong danh sách bạn bè mới mời được thế nào. Đâu mời random được mà, mời những người chơi khác. Vẫn ổn. Cây say đi kìa. Chưa say. Chơi được. Được nữa đi. Xa đoạn quá anh em. Chưa thấy. Anh em nào làm điều không? Ok vào rồi. Cho tôi đi quà cái. Hay quá. Cho tôi đi quà cái, ông nhốt mẹ tôi đây ạ. Chưa, tôi vẫn còn ổn. Rồi vẫn ổn. Không thấy Miku đâu. Trời, tới cùng. Mọi người ra ngoài hết nhỉ, ra ngoài hết không? Ra ngoài, ok. Ra ngoài hết nhỉ. Đây, tôi xỉu mẹ thôi. Ôn hết xin này. Tưởng chết luôn rồi. Ôi, tôi phê quá ông ơi. Ôn hết xin rồi này. Sạch quá rồi. Đuối rồi. Cái lâm màu xanh này, ôi đẹp nhỉ. Ôi để bơi luôn ạ. Ôi chết vậy. Làm anh em. Cởi quần ra. Hoa đồng. Thế chụp cái ảnh đây nhỉ. Là cửa anh em ngồi chụp cửa ảnh đi. Anh em là lúc này đều không chỗ hết cả. Kỉnh quá nhỉ. Giang hồ và thăm chỗ ấy. Anh à? Đấm nhau cả. Gì đây? Dân ta luôn được quyền à? Đang ngồi cạnh em gái nào đây? Em gái nào đây? em gái chủ thiền. Ai da. Em gái chủ thiền. Ngồi đây. Làm được ảnh em à? Đúng rồi. Nhau bị ao ấy. Ao nhau bị ao rồi thiệt đấy. Tụi. Gặp nhau bị ao rồi thiệt đấy. Nhưng mà làm kiểu ảnh ấy. Ui giời. Ông nào. Chơi cục thế. Đâu đấm nhau vẫn spa trong du thuyền này. Nhưng mà vẫn spa trong thuyền thôi. Nữa đi. Mẹ để tôi vào làm mấy chai rượu cái á, xong ra mẹ chơi với anh em. Đi cam lô. Ui, hỏng máy rồi, hỏng máy rồi. Ui,
Say say giống say giống say giống. TK chết rồi. Đâu còn người nào nữa? Lên hết nào. Đây đây tôi đây tôi đây. Tôi nghĩ nha. Ok. Làm quả tour du lịch. Đá thử anh em đi thằng kia. Ủa, hit nó hai con luôn à? Căng vậy. Ê nào. Đâu, còn ai lên đi. Còn ai lên hết đi. Hai con này. Con tôi, con tôi. Từ là vớt đang ở biển. Chào mấy nhá. Chào nhá. Được chưa? Cất súng nha, cất súng, cất súng. Còn ông kia, còn ông kia. Kính thưa kế hoạch chuyến bay EZ50 chuẩn bị khởi hành. Còn một cái này. Giờ mình bay ra chỗ cái đảo của ma, sau rồi mình thả dù xuống. Cali luôn mọi người, Cali đây. Chuyến bay B52 đã khởi hành. Nếu hiểu mình đang nói gì luôn. Đi cây bây giờ thì phụ lái thôi. Để mình xuôi anh em. Đấy xa. Anh em mình bây giờ là quá đẳng cấp rồi đó. Ê, hút đi, hút đâu? Ê, hút đi. Hút đi, hút đi. Đừng ngại hút đi. Ê, con sao đây? Là được hút đi. Hút điên đi, chơi nhà đi. Ôi, ông bị nhà dù à, cứ đi bấy. Ông cái tự nhà dù rồi. Sợ thế. Điên nhà dù rồi, con đi gì cả. TK nhà được nữa. TK nhà dù kìa, đi con. Nhảy rùi. Ôi, máy bay vân bay à, đủ. Máy bay xịn đấy nhỉ. Ôi, máy bay vân bay à. Ông kìa, ông lái mà. Cái lái mà. Bùm. Xịn vậy. Máy bay tự động lái luôn kìa. Ô. What? Ông cái ông kia lái. Quay tròn đi. À đù. Nào đắt. Chạy nhanh, chạy nhanh, chạy nhanh kịp. Đi. Ui đi. Bay mất 10 triệu. Anh cứ chờ nó bay đi mất rồi. Cái người, mấy người chạy nhanh hơn. Hai ông vẫn còn đang uống rượu ở trong hay sao? Đây đây tôi. Ê, mà đi qua đi với, ông đi xe máy ơi. Nhanh thế. Các bạn ơi, đây là đường rồi, đúng rồi đấy. Ê, kìa mình nó sống đấy. Vẫn không được à? Không được. Xe xin xóa không được vào rồi quên nhỉ. Ừ. Không, chơi xe buýt được. Đây là xe VIP mà. Cái yếu quá, xe VIP, xe VIP. Thế thì... Đâu rồi? VIP quá. Ai à? Bắn mổ mẹ. Bắn mổ mẹ đi. Thôi cảnh sát đến bây giờ. Ai? Thầy chạy qua à? Chưa gì anh em cục xúc thế. Chưa gì đã vác súng nó bắn rồi. Đấy ông nào còn chơi cả Aveno kìa. Ờ lên Aven đi, lên Aven đi. Xuống xuống ơi. Đáp xuống, đáp xuống, đáp xuống. Aven lên, lên Aven, bay ở đó cũng được. Ui ui ui, cạp cạp. Vậy lấy Aven chứa xuống. Học ven này chứa bao nhiêu người? Mười hình như mười. Mười người à, lên hết đi anh em. Ông người ngoài hành tinh xuống đây để tôi ngăn lái bay ra đó cho. Không lên được. Không lên được, không lên được. Có ít đây, học vào, phải vào trong khoang ít đây. Có đường vào. Phải vào. Mở đi. Mở đi. Được hai người thôi à. Sao được không vào được chiếc xe? Phải vào trong khoang invite mới vào được. Cái máy bay to này được. Cái máy bay này vào và phải ba súng sao lại được hai người? Phải vào trong khoang invite mới được. Cục cắn rồi. Rồi. Vào trong khoang invite. Đây vào không? Được nhé. Đâu vào được đâu. Vào trong khoang invite. Muốn vào hết khoang vậy. Cái gì mà chắc rồi. Mở khoang đi ông ơi, mở khoang phá mấy ông ơi. Phải vào trong khoang invite. Ôi thằng bắn tôi đây. Cái gì bắn đi? Thằng bắn tôi đây. Chủ phải vào trong khoang invite mới được. Event game đấy, event game bắn.
Ông nào đây? Đây bên này có chiếc game này. Bên đấy. Bot đấy. The Beat này. The Beat này. The Beat. Ôi. The Beat này làm xúc vật rồi. Má cảm mờ. Mờ rồi bắn kìa. The Beat. The Beat. Ôi mẹ bắn bắn không chết ạ. Ai đấy? Cái gì đấy? Ôi tiền này với tiền. Ôi bắn nó không chết ạ. À con này là con bot, con trâu, con này trâu lắm, con này trâu lắm. Dạ anh em giết nó đi, thế đi giết nó, giết nó. Cầm súng MK các kiểu bắn đầu không chết. Ui, giờ beat luôn à. Sáu nòng các kiểu là nó mới chết. Ui, hay đi. Ở đâu ấy, ở đâu ấy? Ngay đấy. Dưới này, dưới này, dưới này. Chỗ hồ nước, chỗ hồ nước. Cầm RPG ra bắn nó. Ờ, mẹ nhìn nó giết người. Đây, anh em phải mặc. Bá quá rồi. Vào. Chị. Nó đâu đây, nó đâu đây? Máu nó trâu lắm. Để tôi xử nó cho. Ui mẹ bắn vào đầu. Vãi hồn. Trâu quá. Chết rồi, một thằng. À đủ. Nó ở đây có nhiều thằng không? Mẹ cầm tử ra bắn luôn. Heavy sniper luôn. Chết rồi, anh mới ra, mới lấy đồ ra thôi chứ. Ơ hay gọi Terobay này. Đẹp thật sự. Gọi Terobay này. Thôi, chúng ta bay ra đấy rồi. Ui. Ui. Có lên được không chứ cây ơi. Đâu thử đẹp, nào. Ai rồi, đẹp. Đây, đẹp đây, đẹp tới. Anh nát số anh xong rồi anh vào khoang, anh mời mọi người nào. Đâu thử. Vào đường này, vào đường này đục cả nó. Không, phải vào khoang mới ấy rồi. Vào khoang mời. Vào khoang xong rồi mời thế này. Phải chủ vào khoang. Phải chủ với anh này vào khoang. Không mới mời. Đây. Nhiều cảnh sát của anh em bắn đi. Rồi vào khoang xem nào. TK, anh TK cho anh em lên một phát. Ờ mời kiểu gì nhỉ? Bấm mở. À đây invite to NV. Mời cả full than lot. Ủa TK bắn tôi à? Đâu, tôi đang ở trong khoang mà. Vào đi anh em. Đây vào hết này. Ông nào bay rồi đây? Đã bay đâu? Đây. Thấy tiếng trực thăng bay rồi. Vào đi anh em. Đây, được của nó nhỉ. Đang vào. Có tầng 2 luôn. Vào đi ông Việt Hùng, vào đi. Vào kiểu gì đấy? Bật điện thoại đi. Bật điện thoại lên. Hình như ông nào đang bay đúng không? Không, tôi đâu bay đâu. Enter góc bích xem nào. À đâu, nó vẫn đang ở đây. Đâu? Ông chưa mời tôi. Ông TK ơi. Đâu mà là? À ông nào ông lái. Mày. Sao mở máy cái điện thoại nó không lên nhờ. Invite này. Mây này, cà khua này. Ok nha. Yeah. Nót này. Mời hết rồi này. Đó. Rồi nha. Ờ tôi là người lái máy bay rồi, ông TK không cần mời đâu. Ok. À có đạn đúng. Chơi đâu rồi. Ông cài cửa đứng ngoài làm gì thế? Bà đi invite rồi mà, invite hết rồi mà. Nhưng mà không đi được ra ngoài. Không hết chưa? Nhìn muốn đi ra ngoài phải sử dụng súng. Ngồi ghế bấm e. Khoang này là chỉ có ngồi ở đây thôi. Và rất cảm ơn anh đã theo dõi ở đây và à, cảm ơn anh em đã đồng hành ủng hộ TK cho đến khoảng thời gian này. Ok, khá là đông anh em, thật sự là vui, thật sự là cái buổi sự kiện này cũng rất là vui. Thật ra đây cũng không phải là sự kiện mà chỉ gọi là sự một cuộc gặp gỡ đúng không? Một cuộc gặp gỡ nhỏ nhỏ của những anh em mà đã theo dõi ủng hộ TK, đã có một cuộc giao lưu trong GTA Online đó. Cảm ơn anh em đã theo dõi đồng hành cùng TK và ủng hộ TK cho đến khoảng thời gian này và hy vọng anh em sẽ tiếp tục ủng hộ TK nhiều hơn trong khoảng thời gian tiếp theo. Ok và chúc anh em có một ngày tốt lành, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye, see you again.